Thưa quý vị, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp để nghe ý kiến các thành viên Tổ tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội của tỉnh góp ý vào dự thảo báo cáo lần 3 tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Ông Trương Đình Tuyển, thành viên Tổ tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội của tỉnh nhận định, thời gian thực hiện nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đã trải qua hai nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Chủ trương, thể chế, chính sách vận hành của đất nước đã có nhiều thay đổi. Quyền tự quyết của các tỉnh cũng đã được trao nhiều hơn. Vì vậy, trong báo cáo cần thể hiện rõ Nghệ An đã phát huy những lợi thế đó như thế nào, xây dựng trung tâm vùng Bắc Trung Bộ cần cụ thể đã hình thành được những yếu tố nào. Cùng với đó là việc tập trung phát triển các cực tăng trưởng kinh tế biển, khu kinh tế Đông Nam, giải pháp khai phá miền Tây Nghệ An. Ông Trần Đình Thiên nhấn mạnh đến tư duy đột phá phát triển. Theo đó, việc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 26 phải thể hiện được hai việc. Đó là phải đánh giá nêu rõ những yêu cầu then chốt, kỳ vọng của Bộ Chính trị trong nghị quyết để xoay chuyển Nghệ An. Tiếp đó, phải đánh giá làm rõ tư duy đột phá phát triển của Nghệ An đã có thay đổi. Cụ thể đó là các mục tiêu. Tỉnh công nghiệp vào năm 2020, tỉnh khá, vai trò trung tâm của Bắc Trung Bộ, khát vọng là như vậy, nhưng đã làm được đến đâu? Theo ông Trần Đình Thiên, cũng cần phải kiểm điểm lại sự phát triển đột phá của thành phố Vinh, đặc biệt là sự chuẩn bị cho Vinh trở thành trung tâm khoa học công nghệ cao. Tiếp đó là các giải pháp về thể chế, chính sách, nguồn lực cho các cực tăng trưởng Nam Thanh Hóa, Bắc Nghệ An, Nam Nghệ An, Bắc Hà Tĩnh. Theo quan điểm của ông Trần Đình Thiên, Nghệ An phải thổi vào đó khát vọng mạnh hơn, mục tiêu đột phá phải khác thường, mạnh mẽ. Theo ông Hồ Xuân Hùng, cần đánh giá sát các đối tượng của nghị quyết, làm rõ nguyên nhân đạt và chưa đạt. Ông Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, nghị quyết của Bộ Chính trị là phải có đối tượng thực thi, cùng với các mục tiêu phải có nguồn lực điều phối. Sau 10 năm thực hiện, nghị quyết 26 đều có bộc lộ những hạn chế này. Đồng thời, thể chế chính sách, cơ sở hạ tầng đột phá cũng không đủ mạnh, khẳng định xu hướng của tương lai là kinh tế xanh. Vì thế, tầm nhìn cho nghị quyết mới phải nhận định nghiêm túc thế mạnh này của tỉnh. Cùng với đó, Nghệ An có thể đề xuất với Trung ương để thực hiện một số việc làm thí điểm, để từ đó Trung ương có thể đánh giá tổng kết và lan tỏa. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn các ý kiến đóng góp của các thành viên tổ tư vấn. Đồng chí cũng nêu rõ, một số chỉ tiêu trong nghị quyết 26 sở dĩ không đạt vì yếu tố nguồn lực đi kèm. Quan điểm phát triển của tỉnh trong thời gian tới đã được xác định rõ. Phải tìm nguồn lực tập trung thúc đẩy phát triển miền Đông, đó là dự án mở rộng sân bay, đầu tư cảng biển nước sâu. Tiếp đó, từng bước phát triển miền Tây, nâng cao đời sống đồng bào, giữ vững biên giới, rừng, phát triển nông lâm nghiệp công nghệ cao. Bí thư Tỉnh ủy rất mong các thành viên tổ tư vấn ủng hộ, đồng hành cùng tỉnh, có những ý kiến tại các diễn đàn để tỉnh có được cơ chế đột phá cho thành phố Vinh cũng như các cực tăng trưởng trọng điểm Nam Thanh, Bắc Nghệ, Nam Nghệ, Bắc Hà.